Xin chào mừng toàn thể các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhé. Ngày hôm nay thì em Nam rất vui được đón chú Thành tới từ Thái Nguyên tự xuống để ủng hộ cho Hoàng Nam Audio những chiếc power shop và K3 DSP mới thứ nguyên đồng shop đó nhé. Bao giá tốt nhất toàn quốc cho toàn thể các bác đang sở hữu những chiếc power shop hàng đầu thế giới hiện nay, made in Italia và hàng nguyên hộp chưa sử dụng có nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy này, hàng thì vô cùng đẳng cấp rồi, thương hiệu thì
top đầu thế giới về sản xuất, chỉ sản xuất men thôi chứ không sản xuất bất cứ một thiết bị nào nữa. Đấy, riêng nói về Powershop là như vậy. Còn chú có ủng hộ tiếp tục cho em Nam đó là cặp loa 715 SRX 715. Đấy, hôm trước thì em Nam cũng đã mở nội thất trên kênh rồi đấy, các bạn có thể xem lại. Và chú mang xuống những chiếc vang và chiếc mic để em Nam có thể set up nên cấu hình cho chú có thể làm sao mà hay nhất có thể. Tất nhiên là set up tại nhà với không gian thì nó vẫn là tuyệt vời hơn. Nhưng mà mang xuống đây thì có cả mic, có cả vang và có loa, có đẩy rồi. Thì hy vọng mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời, sẽ hay khi mà về nhà chú. Đó nhá. Thì ở đây thì các bác cũng vừa được nghe những giai điệu của ca khúc Neo Đậu Bến Quê test trên combo dàn này rồi. Đấy, các bác có quan tâm thì hãy liên hệ cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại 0779228891. Em Nam rất vui được phục vụ cho toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và bây giờ em Nam sẽ kết thúc video ở đây để đóng gói chú ra về. Không, bây giờ cũng hơi muộn rồi, trời cũng đã tối rồi các bác nhá. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục có những dấu mốc quan trọng hơn để mang những cái sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất để phục vụ cho toàn thể các bác nhé. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều ạ.